Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn tối nay gồm có tin quan trọng, phóng sự cộng đồng và tin tài liệu. Để mở đầu, với Phượng kính mời quý vị theo dõi phần tin tức. Lãnh đạo Hồng Kông cam kết đối thoại với người biểu tình, nhưng từ chối rút lại hoàn toàn luật dẫn độ. Trong cuộc họp báo thứ ba, bà Carrie Lam tuyên bố chính quyền sẽ tìm giải pháp cho tình trạng bất ổn của đặc khu đồng thời tuyên bố tất cả các quan chức và tôi cam kết lắng nghe những gì mọi người nói bà nhấn mạnh đó là biểu hiện chân thành của hy vọng được đối thoại với những thành phần khác nhau trong xã hội bà lam cho biết bà sẽ bắt đầu tiếp cận những người mà trước đây đã đề xuất các cuộc đàm phán cam kết của trưởng đặc khu được đưa ra hai ngày sau khi hàng trăm ngàn người biểu tình đã xuống đường trong một cuộc biểu tình ôn hòa mà không có bất kỳ bạo lực hay đụng độ nào với cảnh sát Tôi thực sự hy vọng đây là sự khởi đầu cho một xã hội trở lại hòa bình và tránh xa bạo lực, bà nhận xét về cuộc tuần hành hôm 17 tháng 8. Nhật Bản duyệt thêm lô hàng vật liệu công nghệ cao suất sang Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap dẫn một số nguồn tin chính phủ và công nghiệp Hàn Quốc cho biết, chính phủ Nhật Bản đã cho phép xuất cảng sang Hàn Quốc lô hàng vật liệu công nghệ cao thứ hai kể từ khi áp đặt hạn chế xuất khẩu từ tháng 7 vừa qua. Theo đó, Nhật Bản cho phép xuất khẩu chất cản quan Fistoresis cho nhà sản xuất chip Samsung Electronics của Hàn Quốc. Phát ngôn viên của Samsung Electronics và phát ngôn viên của Bộ Thương mại Hàn Quốc đã từ chối bình luận. Một lãnh đạo Nhật Bản phụ trách vấn đề này cũng vậy. Một quan chức giấu tên trong chính phủ Hàn Quốc nói với Reuters, việc phê duyệt xuất khẩu mới nhất của Tokyo. Tokyo rất tích cực đối với ngành công nghiệp địa phương, nhưng tôi không thấy động thái này của Nhật Bản như một thông điệp hòa giải tới Hàn Quốc. Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang Hồng Kông giảm 1.3% trong tháng 7. Theo bản tin trong ngày của Reuters, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang thị trường hàng đầu của nước này là Hồng Kông giảm 1,3% trong tháng 7 Nguyên nhân là các cuộc biểu tình chống chính phủ ngày càng dữ dội ở đặc khu đã tác động đến doanh số bán hàng. Tuy nhiên, đó lại là một sự cải thiện đáng kể từ mức giảm 27% trong tháng 6. Nhà phân tích Rene Weber của Vontobel cho biết, Hồng Kông là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, Swatch Group, UHR.S và Richmond CFR.S chiếm khoảng 11% doanh số của họ. Trung Quốc nói Mỹ chăm ngồi cuộc chạy đua vũ trang Nga và Trung Quốc đã cảnh báo hôm thứ Ba rằng một vụ thử tên lửa mới của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng quân sự và có nguy cơ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang. Vài tuần sau khi Washington rút khỏi hiệp ước, các lực lượng hạt nhân tầm trung INF hôm 2 tháng 8 Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố hôm thứ Hai, 19 tháng 8 rằng họ đã phóng thử tên lửa hành trình tầm trung. Trước động thái này, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh sản nói biện pháp này của Mỹ sẽ kích hoạt một vòng đua vũ trang mới, dẫn đến sự leo thang đối đầu quân sự. Ông cảnh cáo thêm rằng cuộc thử nghiệm sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến tình hình an ninh quốc tế và khu vực. Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Gryabros nói hãng thông tấn nhà nước TASS, Hoa Kỳ rõ ràng đã lao vào cuộc chạy đua, làm leo thang căng thẳng quân sự. Chúng tôi sẽ không phản ứng với những hành động khiêu khích. Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba họ có quyền đưa ra quan điểm riêng của mình sau khi Twitter và Facebook đã dỡ bỏ một chiến dịch truyền thông xã hội do nhà nước hậu thuẫn bắt nguồn từ đại lục, tìm cách tuyên truyền chống các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Twitter cho biết họ đã đình chỉ 936 tài khoản và các hoạt động liên quan đến những tài khoản dường như là một chiến dịch do nhà nước hậu thuẫn bắt nguồn từ Trung Quốc.